Maria của chị Thánh Teresa.
về với Chúa đã truyền lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết rằng Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con một Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời thánh mẫu Maria trên cầu Chúa cùng cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là những Chúa và là Chúa chúng con người hằng sống và nhân duy cùng Chúa hiện diện với Chúa thánh thần đến muôn đời.
gọi là Nazareth, gặp một trí nữ tên là Hôn về một người tên là Giuse thuộc dòng dõi của David. Trí nữ ấy tên là Maria.
Thank you.
take its liberty upon what word that you did us shall back. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người chỉ cầu đã nhận hạnh phúc cùng người sắp đây biết hiện người hạnh sắp đại nhân tri muôn đời.